Đây là cái than nè, dụng cụ nè để làm cái greenhouse, là cái nhà giữ ấm cho mấy cái cây á, tại vì mùa đông ở Mỹ á nó tới rồi. Đây là xi măng nè, tráng để cho đóng cái cây xuống rất là chắc chắn luôn. Wow, chắc chắn ghê. Và đây là sản phẩm hoàn thành rồi nè mọi người, thấy cái mũ trùm lại và cái bỏ cái hít nhỏ ở phía trong rồi mình mở hít ra. Bây giờ Houston đang rất lạnh luôn, có thể là chết cây, thành ra bỏ cây vô đây với bỏ một ít vô ra với một ít trong nhà nữa. Đây bước trong nhà, đây cây, cái này cây giả, này cây thiệt đó. Đây đây chú đông, đây hồi 2 năm trước cái đợt mà nó đông tuyết á, đông đá là nó chết rất là nhiều luôn, nên bây giờ nó chỉ còn có như đây thôi à. Đem qua nhà nhỏ bạn chứ không phải nhà mình.